Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của thành lê usd mình nhé bây giờ mình xin trả chia sẻ với mọi người một chủ đề khá là nóng bỏng nữa đó là việc ông biden là một ứng cử viên của đảng dân chủ đang tranh ghế tổng thống với tổng thống trump à, và hiện giờ thì các hãng mỹ, báo mỹ nó đưa tin là ông biden ông dẫn đầu các cuộc thăm dò đua vào nhà Trắng với tổng thống trump à vậy thì nếu mà theo mọi người thấy là đối với ông Trump ông có cần lo lắng hay cũng như là đối với những người tổng thống ủng hộ tổng thống Trump chẳng hạn như mình có cần lo lắng hay không? Trước tiên là không có cái con mẹ gì phải lo lắng hết, ok, không có gì phải lo lắng hết. Tại mà người nên hiểu là gì thăm dò, có nghĩa là thăm dò. Tức là bất cứ cái về ai mà lên trên mạng đều biết sử dụng cái máy vi tính hay biết sử dụng cái điện thoại thông minh là đều có thể tham gia thăm dò hết không cần phải có quốc tịch Mỹ mới qua Mỹ à, con nít biết dùng điện thoại hay là người già đi không nổi cũng được cũng tham gia thăm dò được nữa Đấy không thành ra cái thăm dò nó không chính xác là vậy đó à, còn những người mà ủng hộ tổng thống trump như gia đình mình hoặc là bao nhiêu triệu con người khác người ta không có tham gia thăm dò mọi người thấy cái vụ mà năm 2016 nghìn không à, lúc đó là gì bao nhiêu cái cuộc thăm dò trước ngày bầu cử là bà clinton bà thắng chắc bà sẽ thắng ba bốn bốn năm chục tiểu bang à bà sẽ được bốn năm trăm phiếu đại cử tri ha ông Trump sẽ thua chắc vân vân và vân vân adu à gốc của kết quả vào ngày bầu cử như thế nào mọi người cũng thấy rồi đó đúng không nói tới đây là mọi người nên hiểu là ông Trump ông thắng đường đường chín chín à bởi vậy để mặc dù đảng dân chủ người ta rất là ghét ông Trump nhưng mà vì ông vẫn là tổng thống Mỹ ha? tới ngày tới giờ ông vẫn được nhậm chức là chỗ đó đó là cái tuyệt vời của nước Mỹ á không? Và ông Trump ông thắng ở đâu ông thắng tới 30 tiểu bang là mọi người hãy làm toán cho mình dùm coi Nước Mỹ có 50 tiểu bang ok Vậy thì 30 mà chia cho 50 chục à, không có phải là trên 55% chưa À thành ra là người ta thắng đường đường chính chính là chỗ đó đó Và ông Trump ông thắng là tại vì Những cái người mà người ta không tham gia bầu cử ấy là ông không tham gia vào những cuộc thăm dò như gia đình mình Nhưng mà người ta có quyền bầu cử từ tới ngày tới giờ người ta đi bầu cử cho ủng hộ Tổng thống Trump à thành ra là cái mấy cái cuộc thăm dò mấy cái báo thăm dò mà mấy cái ban hãng báo mà nó gọi là nó chống tổng thống trump nó đâu có biết được cái điều đó nó đâu có biết được cái số người mà ủng hộ thật sự của ông trump là như thế nào à, bởi vậy nó đưa ra những cái bài nó chỉ nhìn vào những cái bài thăm dò trong khi thăm dò là gì là tất cả những người nào ủng hộ hay là không ủng hộ hoặc là có tư cách đi bầu cũng như là không có tư cách đi bầu đều có quyền tham gia thăm dò hết thành ra cái thăm dò nó không chính xác nhưng mà lúc đó nó chưa có kinh nghiệm điều đó bởi vì, à, lúc đó mọi người thấy ngay cả cái buổi bầu cử hôm cái mà gọi là cái uh, Joe Vic Center cái chỗ mà bà Clinton Clinton Biden đang mừng ở bên New York á à, nó là là một cái trung tâm triển lãm bự trà bá như là cái sân vận động vậy đó không à, có thể chứa mấy chục ngàn người trong khi cái chỗ của ông uh, Trump á cái chỗ mà ổng ăn định ăn mừng á nó chỉ làm cái đại sảnh khách sạn Hilton tinh à tức là nó chỉ sức chứa chừng một hai ngàn người à à mọi người nghĩ cái đại sảnh khách sạn so với cái sân vận động thì cái nào nó lớn hơn đó là tại vì bà clinton lúc đó bà cũng tin vào mấy cái thăm dò là nghĩ bà thắng chắc rồi ha à, bà nghĩ bà thắng chắc rồi tại vì chưa tới ngày bầu cử mà bà biết bà thắng chắc là bà cũng giữ rồi đó còn ông trump thì ông cũng chưa dám tin là ông thắng nữa tại vì lúc đó cũng chưa có kinh nghiệm gì cái mấy cái vụ mà gọi là thăm dò này nữa đó à, đó là nguyên nhân vì sao mà những người ủng hộ tổng thống trump mà không có gì phải lo lắng ở đây hết á ok tại vì đơn giản là sao thăm dò nó không có gì mà phải quan ngại cái việc mà thăm dò hết á nghe tại vì nó không có chính xác mà không chính xác mọi người nghĩ cái gì mà nó không chính xác tức là nó không chính xác có nhiều khi thăm dò bây giờ là ông bay đầu ông dẫn đầu bầu cử ông dẫn đầu tất cả các phiếu thăm dò nhưng mà tới ngày thứ ba tháng 11 một à, đầu tuần thứ ba tháng 11 một năm hai hai mươi sắp tới đây tới đó người dân ta ủng hộ ta kéo nhau ta đi bỏ phiếu cho ông trong hết ông bay đầu tới đó ông thua mà coi như là thua mà thua lớn luôn nè à, cũng đâu có gì mà đảm bảo điều đó không xảy ra đúng không à, có nhiều khi cái người nào họ tham gia phiếu thăm dò cho họ có điều đủ điều kiện để mà đi bầu cử ở Mỹ luôn đi tức là có quốc tịch Mỹ và không tiền án tiền sự cũng như là trên 18 tuổi vân vân tới đó à, bình thường thì họ thăm dò ủng họ tổng ông Biden cái tự nhiên cái tới ngày bầu cử cái ông họ đổi ý á à, họ đổi ý lên cái họ nói là trời bây giờ uh, mình cảm thấy là uh, ông uh, Trump ổng làm tốt là tổng thống tốt hơn ông Biden tại vì ông đã có kinh nghiệm làm tổng thống 4 năm qua rồi À, tới đó họ đổi ý bầu cho tổng thống Trump nó nó cũng diễn quá bình thường đúng chưa Anh ra thăm dò là mọi người nên giữ quan điểm đó là thăm dò Nó không phải là kết quả Nó chỉ là một cái khái niệm là thăm dò Ok Thôi video đến dài, xin chào và tạm biệt cô chú anh chị và các bạn nha Thank you, bye bye now.